bạn, thì hôm nay mình sẽ làm video để giới thiệu cái mẫu đàn mới về của mình. Mẫu đàn là những người tập chơi, trị giá 900.000. Đó. Thì đầu tiên về thông tin về nó đi. Mặt trước được làm bằng gỗ thông, này gỗ thật nha các bạn. Tức là một cái đàn thì mình ưu tiên là cái mặt, vì là mặt nó là gỗ tốt thì nó sẽ lưng bền hơn. Lưng hông thì là gỗ ép ba lớp làm giả vân gỗ khá là đẹp này. Đó, làm giả vân gỗ. Cần thì cũng khá là nhỏ và mỏng, có thể chỉnh cần, tức mình khi mình cầm thì rất là thoải mái. Cái action của đàn khá thấp, vì là mình khi mình set up nó thấp thấp để các bạn dễ sử dụng lắm. Đó, tức là tất cả đợt đàn mình nhập về mình đều có qua quá trình cái mua cây này mất dành mất là 30 đến 1 tiếng để mình chỉnh lại mọi thứ cho cái đàn. Đấy. Thì mình sẽ đánh thử một loạt các bạn nghe thử nhé, cứ quạt trả đi. Thì các bạn mua thêm bao da thì các bạn sẽ được mua với giá chỉ 100.000 bao da, bởi vì bình thường mình bán là 150, có chỗ bán 200 cái đàn bao đàn thì các bạn thì gắn một thẻ bao đàn, tức là 1 triệu các bạn đã có gồm một đàn này, bao da xịn rồi. Bạn nào có nhu cầu mua cái đàn này thì có thể inbox trực tiếp cho mình hoặc là comment ở dưới video thì mình sẽ đến thông tin các bạn, mình sẽ tư vấn thêm và mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Các bạn có thể đến trực tiếp cơ sở của shop để test cái đàn. Chào mọi người.